Có ai thấy bài chế của tôi trên gala cười năm nay không? Xem nhé. Ngồi buồn một mình nhìn cái Tết sắp đến, sao tôi thấy bực mình là tôi như muốn điên lên. Chưa làm được gì của một năm trôi qua, sao cái Tết đã đến đây rồi à? Năm nay một năm rất tệ hại, xin thoái toàn cầu mà chẳng biết than ai. Ước muốn một năm chưa thật dài để cố gắng công danh tiền tài, để chuẩn bị vào một cái Tết sắp đến. Nhà con báo là việc phải cần biết rất nhiều tiền, nên là phải cày thật nhanh tăng ca hết công suất để con mau về nhà. Hey! Dẫu biết một năm rất mệt nhoài, phải cố tồn tại và thử thách chồng gai, vẫn đâu vì tương lai còn dài để cho bố mẹ còn tự hào. Ta